Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay mình giới thiệu dự án Bondex đến từ Mỹ nhé Để mình đào cái đồng token miễn phí là BLDX này thì hiện tại dự án này nó có được ít ngày Bây giờ là cái việc để mình tham gia là hoàn toàn miễn phí để mình đào cái đồng quay này Và dự án này khá là tiềm năng nhé các bạn nhé à, Đầu tiên thì cái dự án này các bạn cũng không phải là treo máy làm gì đâu Nó khai thác hoàn toàn là tự động Nên các bạn tắt máy đi cứ 24 giờ mình vào mình bấm lại một lần và nó có cả trên iOS cũng như là hệ điều hành Android nhé. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Ở đây thì mình đọc một chút xíu về cái dự án này cho các bạn biết này. Đầu tiên là về thông tin về cái ứng dụng này thì nguồn gốc là xây dựng để người dùng điện, tiền điện tử trở thành các bên liên quan hệ sinh thái Borex nhé. Tham gia vào tương lai của công việc và tiền bạc này thì nó cũng khá dài nên là các bạn có thể đọc dần mình đọc cái ý chính này nhé. Uh, tổ mới này chúng tôi tạo mã thông báo BLDX một loại tiền điện tử có giá trị uh, quan sát được trong thế giới thực đấy rất là hay chỗ này các bạn nhé và với tư cách là người dùng thì bạn sẽ có tham gia vào sự phát triển và thành công của mạng này thì uh, đây là một số cái nó giới thiệu về cái của nó đấy thì cũng khá là dài đấy việc cái này nó khá tiềm năng thì bạn nào vào đọc thêm nhé ở đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách để mà tải app nhé Đầu tiên thì các bạn có thể là vào trực tiếp là CH Play hay là uh, app store của iOS ấy, thì các bạn là tải cái app này nhá. Và mình cũng sẽ để đường link cho các bạn tải tránh cái trường hợp các bạn tải nhầm app nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nó nhá. Rồi cái đường link để tải con app này thì mình cũng sẽ để ở mô tả video này. Khi các bạn tải về thì mở lên nó sẽ có một giao diện như này. Các bạn chưa có tài khoản thì các bạn ấn vào sign up cho mình nhá. Ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng mail nhé Chứ các bạn không đăng ký bằng mấy số điện thoại nhé Đăng ký bằng mail là một cái đăng ký là an toàn nhất Cũng như là cái bảo mật tốt nhất nhé Thì mình sẽ dùng một cái mail mình đăng ký cho các bạn nhé Ở cái phần mật khẩu thì các bạn ghi làm sao mật khẩu nó vừa dễ nhớ Cũng như vừa là bảo mật nhé Thì để mà dễ nhớ và bảo mật thì các bạn cũng phải ghi một chữ in hoa nhé Và chữ thường cũng như là các số để cho nó bảo mật nhé Và các bạn ghi trên này xác minh lại bên dưới và các bạn ấn vào sai áp nhé. Khi các bạn ghi xong mật khẩu trên và dưới giống nhau và các bạn kiểm tra lại mail một lần nữa thì các bạn sẽ kích vào size up để mà mình tạo cái tài khoản nhé. Ở đây mình sẽ kích vào sai up này. Ở giao diện này các bạn xác minh cái mã captcha này nhé. Ở đến cái giao diện này là nhập cái code để mà bắt buộc thì mình sẽ để cái code cho các bạn nhập vào nhé. Mình sẽ nhập cái code vào đây. Đó thì các bạn sẽ nhập cái cái code giới thiệu này nhé. Code này thì mình sẽ nhập cái code này và mình sẽ để cái code này ở mô tả video cho các bạn copy nhé. Thì mình sẽ kích vào chữ là continue để mà mình uh, thực hiện cái việc uh, đăng nhập, đăng ký nhé. Đó, mình kích vào đây như vậy là mình phải vào cái mail và hệ thống sẽ gửi cái mail mình vừa đăng ký đấy mình vào đây mình nhấp đường link mình xác minh mail nhá xong rồi mình mới đăng nhập để mà mình tiến hành là kích hoạt cho nó chạy nhá như các bạn nhìn thấy đây thì ở đây nó họ gửi cho mình một cái mail về đây nhá và yêu cầu mình là phải verify nhá mình kích vào mail này thì các bạn nhấp vào cái đường link này để mình xác minh nhá xác minh mail đấy mình nhấp vào đường link này đó như vậy là nó bảo mình đã verify thành công cái mail rồi nhá. Bây giờ mình quay lại con app mình mới đăng nhập vào để mình mới kích hoạt cho nó chạy nhá. Rồi thì bây giờ mình mới tiến hành đăng nhập vào các bạn nhé. Khi mà đăng nhập vào đây thì uh, hệ thống sẽ đang dừng cái chưa đào đó. Các bạn phải click vào nút mà Start là cho nó chạy nha Các bạn kích ở đây nhá Các bạn ok nhá Ok đấy. Rồi bây giờ nó đào các bạn nhìn thấy Phút nó là 2, 24 giờ bạn vào đây Đào một lần và với cái tốc độ của mình Đang là 0.1 cái cái đồng ở trên 1 giờ Thì các bạn có thể là mời bạn bè để mà cộng thêm vào nhóm đào là một này cùng vào cái nhóm kêu bạn mời bạn bè nhá thì các bạn sẽ vào cái nhóm này nhá cái nhóm này là nhóm mà các bạn mời bạn bè nhá và nữa thì các bạn sẽ vào kích vào dấu cộng ngay ở màn hình các bạn nhìn thấy đây nhá và dấu cộng bạn kích đây các bạn sẽ copy cái mã này cho mình nhá cái mã này chính là cái mã giới thiệu mà các bạn mang đi mời bạn bè và để cho bạn bè nhập vào đấy nhá thì mình nên nhập cái mã giới thiệu nó cùng một cái tuyến với nhau nhá để sau này nó xác xác minh nó dễ hơn nhá ở đây thì các bạn cũng có thể vào cái phần new này để, để các bạn đọc thêm các thông tin từ cơ sự kiện cái app này nhá đó và các bạn vào ba cái gạch này ở ba gạch này các bạn sẽ nhìn thấy thông tin như kiểu là hồ sơ của mình này thì vào đây mình có thể là đặt lại cái tên của mình nhé cái tên của mình này và mình đặt xong rồi mình xếp uh, nó lại nhé và cái nữa là cái ảnh này các bạn có thể là tải cái ảnh đại diện của các bạn lên được nhé đối với con app này nó không uh, không có cái đường link để mà chia sẻ mà các bạn chỉ chia sẻ trực tiếp trên app và các bạn lấy cái mã mời để cho bạn bè nhập vào để uh, thứ nhất là vào cùng vào nhóm đào của các bạn thứ hai nó cùng một cái hệ thống với nhau nữa nhé ở đây thì các bạn sẽ nhìn đến nút mà đăng xuất thì nhé Đăng nhập và đăng xuất là đăng đào mà các bạn đăng xuất ra thì nó sẽ không đào Và ngay cái dấu cộng bên dưới phần cấu hình này Thì các bạn cũng sẽ vào đây các bạn cũng nhìn thấy cái mã mời của mình nhé Vào đây thì các bạn cũng kích vào đây là các bạn nhìn thấy cái mã mời của mình nhé Cái contact của mình ấy Đó các bạn copy này nhé Các bạn copy đây Copy mời Rồi các bạn share cho bạn bè cùng tham gia đào để mà Cùng vào cái nhóm đào với nhau nhé Ngoài ra thì ở đây các bạn cũng nhìn thấy cái mã mời các bạn nhé Cũng vào đây các bạn copy đây rồi cũng share cho bạn bè được Thì con app này hiện tại thì bây giờ nó là đang là cái thời gian mà cho mình là khai thác cái đồng quay này miễn phí Và mình thấy nó cũng khá là tiềm năng nên các bạn mà xem video mình thì bạn nào mà có tham gia tham gia càng sớm thì càng tốt để được hưởng cái tốc độ đào nó càng cao nhá và có những cái thông tin mới về con app này mình sẽ làm video để cập nhật cho các bạn biết nhé và video mình làm đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi